À, xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Thì video này em đang hướng dẫn các bác cái cách tháo tapi cánh cửa. Nhưng mà nguyên nhân tháo tapi cánh cửa là do cái này này. Nó đang hỏng cam một bên. Nó lên cam nó không. À, em nút hộp cam rồi. Nó có nghĩa là một bên cam bên lái nó hỏng, cam 360 của nó hỏng ở trong cái hộp này hoặc nó hỏng ở cam. Nhưng mà em kiểm tra, nếu muốn xử lý được cái hộp này thì em phải kiểm tra cái cam trước. Em mới tháo cái hộp này ra để kiểm tra thôi, nhưng hộp không vấn đề gì. Thì bây giờ để kiểm tra cái cam thì đây hướng dẫn các bác cái tháo luôn. Đầu tiên các bác tháo cái nắp này ra này. Con này là con Lexus GS460. Cái phiên bản của nó có cam 360 ấy. Sửa những cái bệnh như thế này nó hơi nằng nhằng. Tiếp theo là các bác tháo cái này, nó còn nhấc nó lên, nó nhấc từ bên trong này, nhấc lên. Đấy, em tháo rồi, nhấc nó dễ thì thực ra thì nó cũng dễ thôi, cho móc cái tay vào bên trong này, móc ngón tay thì là la được rồi. Rồi bây giờ cỡ đây, ok, đấy, nó chỉ có hai ốc đấy thôi. Xem nào, cái này có 5 ngoài 5 trong, không phải gỡ cái đấy ra. Đó, ok, gỡ nó ra. Nhấc lên không? Thấy cái tapi cánh cửa cái này. Đó, dễ dàng như thế đâu. Đó, nhấc lên, nhấc thẳng lên. Đó, con Lexus đấy nó làm giống với Toyota. Cái này chỉ cần kéo cái nhựa trắng trắng hay là kéo nhựa trắng là nhấc nó làm. Cái dưới này cũng vậy, kéo nhựa trắng như vậy. Nhấc nó ra. Mấy cái rác ở đây nó có chốt. Đấy, nó có cái này nữa. Cái đèn, nó rác đèn, nó có 3 cái rác đấy. Cũng dễ thôi. Ok, bỏ cái. Đây thì bây giờ thì mình phải đo ở cái rác cam thôi. Rác cam của nó để xem nào. Có một rác cục gương, một rác cam. Không biết rác cam nó có phải là rác này không. Rồi, cái này đây kiểm tra sau các bác sau nhé.